bạn trở thành kênh Vlog Người Kính Bắc TV. Hiện tại Người Kính Bắc đang có mặt trên cây cầu bắc qua con đường cao tốc Hà Nội Bắc Ninh sân bay Nội Bài. Đây, mình ghi hình lại và chia sẻ với các bạn hình ảnh con đường cao tốc này và hình ảnh của người dân hai bên đường, những vẻ đẹp của con đường và cánh đồng. Đây là cây cầu, các bạn nhìn thấy đây là cây cầu bắc qua đường cao tốc. Phía trước xa xa chúng ta là thị trấn chợ với Yên Phong. Đây là một hướng đường đi ra Hà Nội qua thành phố Bắc Ninh và đi ra Hà Nội. Đường đi từ Bắc Ninh đến sân bay Nội Bài các bạn. Khá đông các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc này. Đường cao tốc này gồm 4 làn đường, mỗi bên gồm 2 làn đường, 4 làn xe ô tô và có làn dành cho xe máy. Xa xa kia chúng ta nhìn thấy đấy là nhà máy Samsung các bạn. Nhà máy điện thoại Samsung tại Yên Phong Bắc Ninh đấy ạ. Hai bên là cao tốc có cánh đồng xanh mướt những cây lúa. Tốc độ đô thị hóa ở Yên Phong cũng rất là nhanh với rất nhiều các khu công nghiệp lớn vừa và nhỏ, nên diện tích cho nông nghiệp ngày càng thu hẹp lại.
hoặc qua đường cao tốc đặt đối qua tỉnh Bến Tre, đường cao tốc Hà Nội Bắc Ninh, sân bay Nội Bài để vào thắng cảnh hai bên đường khu vực này. Xin được chia sẻ với các bạn cùng ngắm cảnh vẻ đẹp và cuộc sống ở Bắc Ninh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bạn ở video tiếp theo. Các bạn hãy nhớ like và chia sẻ với người xem nha. Và nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chào tạm biệt đầu tiên và hẹn gặp lại quý bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bạn ở video tiếp theo.